Em xin kính chào các bác nha, đã đến với video của em, cửa hàng Nhật Bãi. Hôm nay em lên cho các bác ba bình thủy, dung tích là 3 lít. Thì đây là những mẫu là VIP xịn sò này các bác. Thì em đã test hết rồi, hình thức là đẹp cho các bác nha. Giá thì bao tốt, ba bình thủy dung tích là 3 lít. Hiệu Tiger, này cũng Tiger, mẫu này do Lucy. Thì xài điện 100-110 cho em. Để đi vào video chi tiết, em xin giới thiệu địa chỉ em đang bán nằm ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, với số điện thoại chốt đơn là 0919407501. Thì các bác mua mặt hàng nào các bác ưng, bác chụp màn hình lại gửi qua Zalo cho em, mình nhắn tin gọi điện không tốn tiền nha. Thì để đi vào video chi tiết, em sẽ quay cho các bác là ngoại thất, nội thất, em sẽ cắm điện, em test bơm sâu rồi luôn cho các bác coi nha. Thì cái giá sẽ công khai trong video của em, mong rằng các bác mua hàng đừng mặc cả, em cảm ơn. Thì cái giá công khai là cái giá cạnh tranh rồi, nếu mình thấy hợp tình hợp lý mình mua. Thì em rất là cảm ơn các bác. Đây là một cái mẫu mà Tiger. Thì hai cái mẫu này các bác thì là thuộc phân khúc VIP của Tiger. Nó có là nút những cái bút nắm bằng inox này các bác. Inox nè. Đó. Thì đây là nó có một cái gọi là cái hay ho ở đây nữa. Nó không thoát hơi ra ngoài các bác. Nó không thoát hơi ra ngoài này các bác thấy nào. Nó đâu có cái nút hơi lên đâu. Đó. Thì hai cái đều có nè. Cái này thì có bơm tay luôn nè, mà em cũng chưa có test cái bơm tay có nó xài được không các bác. Thì em bán thì em chỉ bao cho các bác là hoạt động tốt thôi, chứ còn cái mấy cái này thì để tí em sẽ kiểm tra. Thì cái này cũng không có thoát hơi luôn nè, không có cái lỗ hơi để lên á. Cái bên đây thì nó có nè các bác thấy không, đây nè đó. Rồi thì quay hết một vòng ngoại thất các bác xem, màu đỏ nha các bác, 3 lít. Thì mình sử dụng mà cái dung tích nước nóng đó, thì mình mua nên mua những cái bình như thế này các bác, xài rất là bền mà tiết kiệm điện. Nó đun xong cái nó giữ ấm, nó sẽ chuyển qua chế độ tiết kiệm điện tối đa cho mình luôn, không có tốn điện. Thì ngoại thất xong, vô nội thất chứ. Vô nội thất cho các bác nha. Con đẹp nè các bác. Bây giờ đi vô lồng. Thì cái lồng mình đẹp như mới luôn. Xanh ngắt xanh dờn luôn các bác, không có vấn đề gì hết nha. Đó. Em bán em quay các cận kệ cảnh. Mình mua thì mình cứ coi đi, mình coi một lần, hai lần, ba lần gì đó các bác. Mình mua giùm em ha. Là xong. Tới bên đây. Hình thức em bán là như hình như video hết các bác. Mình nhận hàng thì coi thấy trên đây như thế nào thì nhận hàng thì như thế đấy, chứ không khác kia một chút nào hết nha. Rồi ngoài sắt không, mình vô nội sắt cho. Con xanh đó. Rồi đây là cũng xanh đẹp luôn. Nói chung là cái này em test hết rồi, em quay trên đây là chỉ cho các bác là cái lòng cái hình thức thôi, chứ còn phần chất lượng thì em đã test hết rồi các bác nè. Em bao đẹp cho các bác nè, cái lòng trong đây cũng mới chát luôn. Rồi thì giờ mình qua cái bình này, thì ba bình thì có cái bình này hẳn của Yorisi, cho hai bình gọi là của Tiger hết. Đây hết một vòng rồi các bác xem nè, bình này vỏ nhựa các bác. Cái bình này là bằng inox thôi nè. Mình rất là đẹp. Thì tím đổ nước và em test thì công khai giá cho các bác luôn nha. Gòn này xanh đẹp nè. Lòng trong cũng xanh đẹp luôn nha các bác. Bụi các bác, anh thổi bụi cho nó bài ra cho các bác nhìn thấy cái nó dễ đó, lòng xanh đẹp luôn nha các bác. Rồi bây giờ mình đổ nước vào cho em nha. Thì mỗi bình sẽ có cộng dây nguồn, bình nào cũng có cộng dây nguồn hết. Rồi bây giờ mình đổ nước vào và cắm điện lên. Rồi đó, thì bây giờ là em đã là cắm điện vào nè, em cũng đã đổ nước vào rồi. Thì bình này hiện tại là nó 55 nè, là nhiệt độ 55 độ C đó. Thật sự ra đây nè quát, nó có cái nhiệt độ này là 60 nè, nó qua bên đây là 60 là để mình pha sữa nè, còn bên đây là 70. Thật sự 70 60 là đều pha sữa hết nha. Chứ một số bác bảo là 60 mà không 70 không pha sữa được là không đúng nha. Rồi cái này cho em là 98 là đằng trăm nó sẽ sôi nè. Em đổ nước vô rồi nè các bác thấy không? Qua đây cho em. Hiện tại đây này là nó 90 nè. Cái này là giữ ấm, giữ nóng. Rồi, chỉnh cho 98 là các bác thấy không?
5 độ nước rồi nè, là 60 rồi. Còn bình này, cái bình này 5 độ nước chắc nhiều hơn mấy bình kia em đổ sao á. Bây giờ mới nãy nó 30 giờ là 35, giờ mình chỉnh đi. Rồi qua thì em có khách gọi ha, có bác khách chốt hàng thì ở đây 60 em chỉnh có 98 rồi nè. Cái bình đây hình như là sôi luôn rồi nè. Mình coi giúp em ơi. Đó, sôi một một nè. Bơm thì nó cũng dễ lắm các bác. Đặt cái ly vào cho em, bấm nút này nè. Bấm nút này cho em nè. Nút này. Rồi bấm thêm cái nút này. Nút nó tự động nó chảy ra thôi các bác. Mình buông tay thì nó sẽ tắt. Bên đây nó cũng 95 rồi nè. Đây 95 rồi nè. Mấy cái này là nó không thoát hơi ra ngoài luôn các bác. Cái bình này tự nhiên để nó sẽ thoát hơi ngay đây. Đây là cho em. Rồi ok buông rồi tắt. Nó có hai cái mục nữa các bác. Cái mục màu cam nó sẽ là bơm nhẹ, là nước nó ra ít đó. Đó nó ra yếu đúng không? Rồi cái mục thứ hai là nó bên màu đỏ đây. Anh chớp quá đang thấy nè. Là nó là nước ra mạnh, là ra nhiều đó. Rồi cái bình này em bán cho các bác là giá là 750 nha. Mua thì chụp màn hình lại, đánh dấu gửi qua Zalo cho em 750, cọc cho em 200, còn 550 và tiền ship. Nếu chuyển đủ 750 em bao ship, bảo hành cho mình là 3 tháng nhận hàng được kiểm tra trước mặt bưu cục. Thì em bán thì hàng nội địa Nhật, điện 100 và 110, không xài được điện 120 và 220. Bình thì rất là đẹp như hình như video nha, giá thì 750. Rồi bên đây nó sôi luôn rồi nè các bác. Đây nó sôi luôn rồi các bác. Đây nó sôi luôn rồi. Đó, các bác thấy nó sôi không? Đó, bây giờ mình bơm ba cho em nha. Này thì nó có thủ tục nó mới gan vậy thôi các bác. Mình bơm đây nè. Xong đó thì mình nhấn đây. Nó chạy xuống thôi nè. Đó. Mua ra. Nhấn đây. Rồi quá thì bơm lại thì nó cũng vậy thôi các bác đó. Nhấn như thì nước nó chảy ra nè. Đó, rất là ok nha. Thì em bán hình thức như hình như video đó. Em test đồ bơm luôn ngon lành cành đào trên, các bác yên tâm về cái phần chất lượng. Rồi em bán cho các bác bên này là 950 nha. Bên này có khi là sang chuyển ngoài hơn luôn các bác. Nhưng mà video thì em bán em mua được cái giá tốt thì em bán để cái giá tốt các bác. Thì bên này nó 98 rồi nè. Thì mua mẫu này 950 cộng 200 cộng 750 và tiền ship, nếu chuyển đủ thêm bao ship, bảo hành thì 3 tháng nhận hàng được kiểm tra trước mặt bưu cục. Ân mẫu bên này chụp màn hình đánh dấu gửi qua Zalo cho em là 0919 407 501. Qua tiếp bên này cho các bác. Nè, không lên hơi luôn rồi các bác. Sao nè các bác không? Không lên hơi luôn nha. Rồi bây giờ bơm cho em. Thì nó cũng mới gan vậy thôi, bấm lúc này cho em nó sáng đèn rồi. Bấm thêm lúc này. Đó. Thì nó bơm ra nước thôi. Còn tắt luôn thì nó không sáng đèn thì mình không bơm được nha. Bấm nó sáng đèn thì bơm nè. Rồi thì mẫu này em cũng bán 950. Thì bác nào mình kết cái mẫu nào thì chụp màn hình gửi qua Zalo cho em, cọc cho em thì em đi đơn. Mẫu này 950 ngàn, mẫu này 950 ngàn, mẫu này thì 750 ngàn. Kết thúc video, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Em xin nhắc lại, địa chỉ nó bán nằm ở Bình Chánh. Mình mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại là 0919407501. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video, chân thành cảm ơn.